Và vâng, chúng ta sẽ chào mừng các bạn đến channel của mình là Thân Kheo. Chúng ta sẽ bắt đầu với tiếp tục với trò game iPhone 4 nha. Và bây giờ chúng ta sẽ chơi. Và chúng ta sẽ có gì hôm nay đây? Rồi, hôm nay chúng ta đã vô rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ có mình tạc mấy gì nạp vô được 10 đồng. Và chúng ta sẽ có trò chơi. Và sẽ có, hôm nay chúng ta sẽ chú ý và mở rương và quay số cho bạn coi nha. Xin lỗi bây giờ nay hơi bệnh. Thank you.
cùng. Thật luôn rồi. Ok, mình có thể chơi cái trò spin. Chúng ta đã mở hấp, chúng ta đã không có gì mình muốn. Ok, đó là hôm nay chúng ta sẽ mở game đó rồi. Chúng ta sẽ chơi thêm vài dán nữa ha. Chúng ta sẽ chơi 100. Mình chỉ có 100 mới rồi. Được việc mà chẳng kêu cho ta. Ừ, chẳng rồi. Đánh kiểu các bạn chưa thấy nhiều đánh kiểu đúng không? Khi nào sẽ mình sẽ đánh kiểu cho bạn coi nha.
Có vẻ hơi lag nhỉ. Game này ta sẽ chơi đánh kiểu nha. Cái nào đánh kiểu được thôi, cái nào mình không đánh kiểu được bình thường như các bạn. Chứ mình cũng phải thủ gì đánh kiểu hết. Thức mà nó hên thôi. Hôm nay chúng ta sẽ nói gì đó thôi, vì kia thì chơi mở rương gì đó. Bữa sau mình sẽ làm dài hơn, làm nhiều hơn. Bữa nay mình hơi việc nên mình sẽ ít lại. Ok các bạn. Và mà bữa sau mình sẽ đánh cho lũ lên cấp 100 luôn hả? Lên cấp 101 luôn. Ok, bye bye các bạn. Hẹn bạn trong những video tiếp sau. Bye bye.